Làm gì đó? Em đừng đi báo gì nữa đúng không? Ồ, thì làm cái món này cho ăn ngon lắm. Thôi, không ăn đâu. Bánh mì này người ta làm bánh lăng. Trời ơi, cái món này rất là lạ, phải đơn giản, ai cũng không làm cho ăn đâu. Mà mới thì rớt từ đất mà, thôi không ăn đâu. Phải ăn. Nguyên liệu đã đầy đủ, làm bánh lăng từ bánh mì là thúi. Làm ổ hay ổ ta? Hay ổ rưỡi đi. Lỡ mình làm ngon sao, không ăn không đủ, hay ổ. Ổ rưỡi đi, ổ rưỡi. Tại vì thấy cái bánh nó không có vàng nên tôi quyết định là lấy thêm chồng bỏ tôi bỏ vô. Thấy tôi siêu hồn. Thơm. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi. Ở đâu ra sẵn vậy ông nội? Ta hát cái gì á? Ở trong phim Đất Phương Nam đó cha. Tôi đóng vai con ngựa. Không ra. Không ra. Rớt vào trong kia rồi kìa. Nó bổ đó. Cái thằng này. Tha cho anh đi. Mà nhìn cũng đẹp quá, giống như bánh bông lan gì đó. Núng ninh, núng ninh, núng ninh, núng ninh. Kình dính, kình dính. Caramel nè. Chưa cảm nhận được gì. Trời không, để làm cho. Thôi để làm cho. Bỏ không ta? Wow. Trời ơi. Trời ơi, điên quá. Trời ơi, không ngờ thành công đến vậy luôn á. Đó, nãy cha chê hả má? Ôi, nãy đứa nào chê? Để anh cũng chết được. Thôi khỏi má, hồi nãy sao chê? Thấy ngon quá chứ gì. Để đây để thầm trước cho. Trời ơi, chiếc bánh lăng siêu to khổng lồ. Trời ơi, đã quá, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá đi. Trời ơi, một chiếc bánh lăng siêu to khổng lồ được làm bởi bàn tay của bà trùm nông sản. Ê, lâu lắm rồi em mới làm một cái gì đó mà nó thành công vậy luôn á. Đúng không? Bà này hết bão rồi hả? Ừ, theo dõi không? Em lúc nào được rồi. Rõ ràng. Thấy nó đẹp quá à. Không ăn luôn á. Thấy tiếc sao á. Hay là để anh trước cho. Thôi đi má. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Wow, thơm lắm luôn á. Trời ơi, giống như bánh lăng ngoài tiệm vậy á. Anh thử à. Nó không có giống bánh lăng lắm ta. Ý là nó cái hương vị của nó thì bánh lăng, nhưng mà là nó hơi bột chút xíu, chắc là do bánh mì, nhưng mà ngon á mọi người. Rất là ngon.
Ê, thấy nó giống mà. Giống gì ta? Ăn mấy nữa. Đúng là mình làm có khác. Ngon. Nhìn nè, hả cái họng ra. Mắc công ở trên mạng kêu hả, đồ ăn ngon tôi ăn một mình. Ừ, đưa cái mặt tới đây nó cảm nhận cho người ta nghe. Ngon. Nó giống cái gì ta? Tiramisu à? Ồ, giống đúng rồi, tiramisu đúng không? Tiramisu. Nó có cái bánh. Bánh bù bù bù. Đúng rồi, trời ơi, đúng rồi. Hay dữ vậy ta. Trời ơi, nãy giờ tôi nói, ủa tôi cảm giác nó hơi giống cái gì đó nhưng mà tôi không con tôi chưa có biết. Đúng rồi, nó giống tiramisu. Nói chung là sau khi mình làm xong á, mình cái giao diện thì là của bánh lăng, màu sắc và hương vị của bánh lăng, nhưng mà ăn vô thì giống tiramisu kiểu vậy đó. Cái này chắc là con nít thích lắm á. Nhà ai mà có con nít á, làm cho mấy đứa nít là khỏi làm đi. Trời ơi, ăn xong nó báo ra ngoài đường mua mẹ cái nhỏ xíu gì đi. Bậy hay ra chỉ cho nó mệt. Khỏi đi, khỏi làm theo đi.